Xin chào cả nhà nha. Và hôm nay hàng giảm siêu bông của em lại về tiếp tục hàng mới, cây rất là đẹp luôn nha cả nhà. Thì đây em sẽ quay cái phần lá cho cả nhà xem trước ha. Cây mới về tới luôn nha. Thì hôm nay em về có hai lô nha. Một lô nhỏ là 250 một cặp và một lô là 450 ngàn một cặp. Thì tất cả em đều bao ship vận chuyển nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ quay một số cây loại mà 450 một cặp cho cả nhà xem nha. Thực ra cái rễ thì bên vườn mai nhà em á thì đều được xử lý đế hết nha. Cái gốc như thế này nha, cái gốc nó bằng cái em để cái ngón tay cho cả nhà dễ xem ha. Thì cái này nó cũng gần liền cốt rồi nha cả nhà. Đây nó gần liền cốt rồi. Thì cái đây là giảo siêu nụ hay còn gọi là siêu bông. Hiện tại thì nó đang tạo nụ rất là nhiều luôn nha. Cái mắt lá nó thích như thế này nha cả nhà. Nó thích như thế này để cho nó tạo rất là nhiều nụ ha. Rồi cái cây này á, thì em đo ngang tay cho cả nhà xem nha. 1 gang, 2 gang, tầm khoảng chưa tới 3 gang của em. Thì chắc khoảng tầm 4 tấc đi lên nha cả nhà. 4 tấc đi lên nha. Cây nào nó cũng đang tạo nụ rất là nhiều luôn. Đây là giảo siêu bông nha. Cả nhà nhìn thấy cái ngọn trên đây nè, đang tạo nụ rất là nhiều. Thì cái cây nó như thế này nha. Đó, cao khoảng tầm 4 tấc ha. Em sẽ quay cho cả nhà xem nha. Cái này thì chơi Tết rất là ok nha. Một cặp như thế này thì chỉ giá có 450 ngàn và em bao phí vận chuyển luôn. Số lượng cũng không có nhiều nha cả nhà. Đây em sẽ quay nụ cho cả nhà xem nha. Nụ như thế này đây. Đặc biệt là hàng siêu nụ này là nụ rất là nhiều nha. Nụ rất là nhiều luôn. Thì cái số lượng cái này em cũng không có nhiều nha cả nhà. Thì chỉ 450 ngàn một cặp. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Còn cái phần bên đây, bên đây là cái loại này thì 250 ngàn một cặp ha. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Đặc biệt thì cái này nó cũng đang tạo nụ nha cả nhà. Nụ rất là nhiều nha. Cây nào nó cũng có nụ hết rồi. Cái hàng này chơi Tết thì rất là ok ha. Cây cao tầm khoảng 2 tấc rưỡi đến 3 tấc nha cả nhà. Đây, em sẽ cho cả nhà xem nha. Nó đang tạo nụ như thế này nha. Nụ rất là nhiều luôn ha. Chỉ 250 ngàn một cặp. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Và đặc biệt có chương trình bên vườn mai nhà em, đó là nếu mà lấy 10 cây thì em sẽ tặng một cây nha. Cây cao tầm khoảng 2 tấc mấy đến 3 tấc nha cả nhà. Thì cái lô này thì em bán với giá là 250 ngàn một cặp. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây, số lượng có hạn, xin mời cả nhà hãy vào xem và ủng hộ cho vườn mai của chiếc chè bông nha. Em xin cảm ơn ạ.